Rồi Hiếu chào tất cả anh em. Hôm nay hàng lại về rất là nhiều để phục vụ cho tất cả anh em thợ của Hiếu trên cả nước nha. Thì đây là vợ mình đang đóng hàng đây. Thì đây là cái thùng hàng của anh Lê Đình Nợi. Thì thùng hàng của anh là hết 2.455.000. Đây. Thì đây là anh lấy kích đèn này. Đấy, kích đèn. Và anh lấy ác dương. Đấy, ác dương độ. Côn độ này, côn lá độ này. Lá sắt, bố đúc, lá côn Honda. Đây là côn đúc đây. Đấy thì tất cả mặt hàng của anh ở đây. Anh lấy mấy chục bộ giảm giật, côn nồi, đinh tán, su bắp, su biếc đầy đủ đây. Thì hàng thì mình vẫn đang cập nhật cho anh em trên cả nước. Thì anh em nào có nhu cầu muốn lấy gì thì mình sẽ gửi cho anh em đây. Anh này thì lấy cả một thùng rất là to luôn. Đây bà xã vẫn đang đóng hàng đây. Bóng đèn bi led về rất là nhiều anh em nha. Để Hiếu và bà xã vẫn đang soạn hàng để đóng đi cho anh em đây. Đấy. Côn nồi độ đế độ đây. IC Z con anh em nha. IC Z con IC chạy tua để phục vụ hàng hóa cho anh em trên cả nước này. Đấy. Đây là chuông này. Vành chuông này anh em nhé. Vành chuông này. Đây vành chuông này. Vành chuông kèm bố ba càng đúc anh em nhé. Hàng xịn sò của công ty anh em nhé. Đấy. Đây là ác bít tông này. Bình Minh ơi. Đấy. Bên kia gọi anh thiệp thùng. Sách học nghề anh em nhé. Sách học nghề thì anh em nào muốn học sửa chữa xe máy thì cứ liên hệ trực tiếp cho Hiếu. Đấy. Thì sách về rất là nhiều luôn để phục vụ cho tất cả anh em. Bóng đèn led. Đây bóng đèn led đây. Bóng đèn led công ty BMA thì nó là siêu phẩm. Bóng đèn của công ty thì nói thật với anh em thì rất là bền và được bảo hành cho anh em từ A tới Z. Đây bà xã vẫn đang đóng hàng đi để gửi đi cho tất cả anh em. Có anh em lấy IC này, có anh em thì lấy bóng đèn. Đấy. Thì bên mình thì vẫn phục vụ cho anh em các đồ nghề sửa chữa. Ví dụ như là đồng hồ này, đồng hồ điện tử. Đây, hiểu cho anh em xem. Đây là đồng hồ điện tử anh em nha. Đấy. Làm nghề thì không thể thiếu được đồng hồ điện tử rồi anh em nha. Đấy. Thì anh em nào có nhu cầu mà muốn học nghề sửa chữa xe máy thì mua sắm cho mình một cái đồng hồ đo điện cho nó chuẩn chỉ của hàng công ty anh em nhá. Đấy, đây là súng. Súng bắn vít cầm tay. Đấy. Thì bà xã vẫn đang soạn hàng đây, soạn hàng để phục vụ đi cho anh em đây. Đây là cái súng bắn ốc hai búa. Để mở cho anh em xem. Đấy. Súng bắn ốc hai búa anh em nha. Đấy. Cầm cái súng rất là nặng anh em ạ. Đấy, cầm súng rất là nặng luôn. Khẩu khiếc rất là chắc chắn, rất đẹp anh em nha. Đấy. Anh em nhìn này. Đấy. Anh em nào mà chưa có súng hay búa ấy, thì cứ ba lô cho Hiếu qua số điện thoại là 0962 783 889 để đặt hàng anh em nhé. Đây thì hàng hóa thì mình vẫn để đây cho bà xã để bà xã đóng, đang soạn hàng để đóng đi cho anh em. Đấy. IC giảm giật, đồ nghề sửa chữa xe máy phục vụ bà con. Đây có đứa em thì lấy côn nồi độ đây. Côn nồi độ 6 lò xo anh em ạ. Đấy, đây là đế độ 6 lò xo này. Anh em chúng ta lắp bộ này vào thì cực kỳ bốc anh em nha. Bốc khỏe luôn. Đấy, bà xã đang đóng hàng rất chắc chắn để gửi đi cho các
anh chị em. Đấy, nhìn cái mặt thì rất là xinh. Nó đều à? Tất cả các mặt hàng bóng công ty BMA này thì đang được bảo hành cho anh em 1 năm sử dụng. Bóng đèn led siêu sáng em nha. Bóng này là bóng sáng trắng này. Còn bóng này là bóng bi cầu pha trắng cốt vàng này. Đấy, bóng bi cầu pha trắng cốt vàng thì bóng này được sử dụng bằng điện máy xoay chiều luôn anh em nha. Chúng ta lắp trên xe là ok luôn. Đấy. Đã, rất ok anh em nha. Báo với anh em là bóng cái bóng bi gem thì vợ mở cho chồng cái hôm này ra. Bóng bi gem, bi cầu gem thì bên mình thì đang hết hàng. Bây giờ chỉ có cái bóng led sáng trắng thôi anh em nha. Đây, đi cho anh mượn. Đây là bóng của xe gem thì nó là loại này, bóng led sáng trắng của mẫu mới phục vụ cho anh em đây nha. Đấy. Của công ty BMA thì anh em thấy nó dập chữ nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy, bóng đây là bóng của xe gem này. Đấy. Gem này là những dòng uôi hay bóng hay là phiêu một là lắp loại này. Còn loại bóng của xe ga thì vẫn là ba chân bình thường anh em nhá. Đây vợ mở cho chồng cái hộp này ra. Đây. Đây bà xã. Đây. Đây có loại này loại ba chân anh em nhá. Loại này là lắp cho xe OS này, xe tay ga này anh em nhá. Đấy, OS xe tay ga phục vụ cho anh em. Đấy. Rồi, ok, hàng hóa thì rất là về rất là nhiều, thì anh em nào có nhu cầu thì cứ alo cho Hiếu, Hiếu sẽ gửi cho anh em. Thì hàng hóa đây bi cầu về rất là nhiều. Cái loại này là pha trắng cốt vàng để phục vụ cho anh em. Rồi, Hiếu sẽ tạm ngừng video tại đây. Thì trước khi tạm ngừng thì Hiếu cũng có test cho anh em các cái loại bóng này rồi. Bóng rất là sáng. Bóng rất là sáng, rất là phê luôn anh em nhá. Đây là thùng chuẩn bị đóng hàng cho anh em đây. Vơi vơi ra cắm cho chồng quả này vào cái này để test cho anh em cái xem nào. Đây vợ cắm vào cho cái này cho anh. Đây bà xã mình sẽ cắm test bóng cho anh em nhá. Đây vợ cắm vào đấy đi. Rồi, vợ đây, lấy cái này kẹp vào đây. Kẹp vào bình này. Đây chồng kẹp cho. Đấy, bóng rất sáng luôn nha. Nhìn thấy bọn em gái rất là xinh. Đấy, gái xinh, xin xò không? Ai có nhu cầu hút thì... Ê, em cắm lại đi nha. Ai có nhu cầu hút thì báo. Em chưa trồng nhưng mà đấy, đã hai con. Em kẹp như thế không ăn được đâu. Cắm một nửa này thôi thì nó mới ăn đây được. Nó đang bay lên sao? Không bay được. Đấy. Bị bật thế này. Đấy, anh ấy đi chắc là em cầm cho. Đó anh xem làm sao mà bật được. Rồi, không bật được đâu. Em ấn pha cốt đi, có công tắc đấy. Công tắc đây này. Đây là pha trắng cốt vàng này, đấy. Bóng rất sáng em nha. Ui giời. Đấy, rồi. Rồi. Rồi, ok, em nhổ cho anh quả bóng này ra, xong là thử quả bóng khác vào đi. Đấy. Và để đấy thôi. Và lấy một quả bóng bi cầu và bóng led tay ga nữa. Để thử cho anh em cái độ sáng, anh em nào chưa xem bóng cũ thì có thể xem bóng mới luôn. Thì đây là bóng cũng bóng bi cầu anh em nhá. Đây. Vợ cắm luôn vào đây đi. Thử cái bóng bi cầu này trước. Bóng này thì nó sáng hơn anh em ạ, nó có kích. Rồi cái bóng này thì nó có kích nhá, anh em nhá, có cục kích đây này. Thì cục kích và đuôi tản nhiệt này thì bóng này nó sáng hơn. Rồi. Cắm lại vào đi em.
Đấy. Và pha cốt đi. Rồi, ok. Đấy. Tắt đi em. Cái loại này là loại bi cầu. Em thử lốt cái bóng xe tay ga cho anh. Cái loại bi cầu này cũng lắp được cho xe tay ga anh em nha. Cứ ba chân là lắp được hết. Còn đây là led sáng trắng. Led sáng trắng của công ty đang được bảo hành cho anh em là 1 năm. Và cắm cái này vào. Cứ để đấy đi. Rồi. Này. Đồ không cần phải cắm hết, cắm vừa thôi. Cái đấy nó cần bị soi được đâu vợ, nó phải có pha mới soi được chứ. Cho đây. Đấy, đây là bóng nét sáng trắng này thì nó rất là sáng, chói mắt lắm anh em ạ. Đây này. Đấy, vợ cốt đi xem nào. Đấy anh em nha, thì đây là bóng nét sáng trắng. Rồi ok, em tắt đi cho anh. Tắt đi. Chói hết mắt đúng không? Thì anh em nào có nhu cầu ấy, thì cứ liên hệ trực tiếp cho Hiếu qua số điện thoại là 0962 783 889 để đặt bóng đèn chính hãng anh em nha. Đấy thì bên Hiếu thì có nhân viên xinh đẹp để tư vấn cho anh em mua hàng. Đấy, anh em nào cần thì cứ ba lô cho Hiếu. Hiếu sẽ gửi đi cho anh em trên toàn quốc. Rồi, ok. Mấy cái thành phần ghét nó lại đi vào chửi. Rồi, ok anh em nha. Hiếu sẽ tạm ngừng video tại đây. Vợ đóng nốt mấy thùng hàng đi. Đóng nốt hàng vào cho khách đi. Rồi gửi cho anh em. Rồi, Hiếu chào tất cả anh em.